Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Cô chú anh chị ơi, và một ngày mới Học xin kính chúc cho quý toàn thể cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc ha. Thì hôm nay vẫn như thường lệ, Học xin phép gửi đến cho cô chú anh chị bản báo giá tổng hợp của Toyota tăng cản những chiếc xe cũ của cô chú anh chị. Đối với những chiếc xe cũ của Toyota tăng cản là cấp giấy chứng nhận cho cô chú anh chị là không gặp đụng nè, không gặp nước nè, và gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị đối với những chiếc xe mà đã hết bảo hành hãng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua xe cũ thì được bảo hành rất là an tâm. Và cô chú anh chị bán xe cho bên Toyota tăng cản, cô chú anh chị sẽ được cái quyền lợi là mua đất bán đoạn nha cô chú anh chị. Bên Học sẽ đến tận nơi nè, định giá miễn phí cho cô chú anh chị nè. Đặc biệt cô chú anh chị nào ở ngân xe mà đang vướng ngân hàng thì bên Học hỗ trợ nè, đưa tiền trước để nhận cặp vẹt ra cho sau đó chúng ta sẽ làm thủ tục sau, rất là nhanh và gọn để cho cô chú anh chị đỡ mất thời gian khi thanh lý xe. Còn đối với những chiếc xe cũ mà bên Toyota tăng cản đó, cô chú anh chị, bên Học sẽ cấp cái giấy chứng nhận là không đâm đụng, không gặp nước. Đối với xe chính hãng là mình mua mình rất là an tâm. Còn về Maruguri á, là một cái gói công nghệ dọn xe tiêu chuẩn Nhật Bản. Bên Học ví dụ như nội thất là bên Học diệt khuẩn khử mùi tách ẩm nè. Còn phần gầm là bên Học vệ sinh bằng hơi nước, không có bị ảnh hưởng tới phần gầm mình sau này. Và cấp cho cô chú anh chị thêm, đối với những chiếc xe mà đã hết bảo hành, đối với những xe đã hết bảo hành thì bên Học sẽ gia hạn thêm 1 năm hoặc là 20.000 cây để cho cô chú anh chị yên tâm gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị ha. Và một lần nữa, Học xin phép báo là cô chú anh chị, bên Học có cô chú anh chị hiện tại gần Tết rồi mà cũng gần hết xe rồi, còn đâu đó khoảng 20 chiếc thì bên Học đang có nhu cầu rất là cao khi mà mua xe cũ, đặc biệt là những chiếc xe Toyota cô chú anh chị. Bên Học sẽ mua cao hơn bên ngoài tầm khoảng, đối với giá trị xe thì tầm khoảng 10 đến là 20 triệu cô chú anh chị ha. Và cô chú anh chị nhớ khi mà cô chú anh chị gọi cho Học với số điện thoại phía bên trên màn hình, hoặc là cô chú anh chị muốn định giá xe, cô chú anh chị gửi vào cái số Zalo ở phía bên trên màn hình là 0901224668, cô chú anh chị gửi cho Học cái hình đầu xe nè và km đi được nè, cộng thêm cái đăng kiểm để cho Học check lịch sử lại đó, thì Học sẽ đưa ra cái giá, ví dụ xe cô chú anh chị, bên Học sẽ đưa ra cái giá mức là 600 và Học sẽ tư vấn cho cô chú anh chị quy trình như thế nào, cô chú anh chị cảm thấy ok Học sẽ mang tiền đến tận nhà để chúng ta sau đó sẽ làm thủ tục đó, rất là đơn giản. Và sau đây xin mời cô chú anh chị cùng Học đi đánh giá qua những sản phẩm của Toyota tăng cản, xin mời. Và đầu tiên là mẫu xe Fortuner được sản xuất vào năm 2019, đi 51.000 cây, biển số thành phố Hồ Chí Minh, máy dầu, số sàn một cầu nha anh chị. Xe này bên Học đang chào bán với mức giá là 890 triệu. Cô chú anh chị nào ở tỉnh thì bên Học bao rút gốc ha, thành phố Hồ Chí Minh bên Học sẽ bao ký mua bán đó. 51.122 km, xe thì đã có ghế da nè, phim cách nhiệt nè, đầu DVD, có viền che mưa sẵn nha anh chị. Những cái chi tiết cơ bản thì xe này đã được chủ trước nâng cấp hầu như đã đầy đủ rồi. Chén tay nắm cửa nè, xe rất đẹp ha anh chị. Cô chú anh chị nào mua xe này lanh quanh tiết kiệm khoảng 200 triệu anh chị, một chiếc xe Fortuner 2019. Xe này còn bảo hành hãng cho cô chú anh chị tới 2022 ha. Fortuner 2019 mà đồng bánh kim bán rồi. Innova EG, Innova G 2016 cũng bán rồi anh chị ạ. Và tiếp tục là mẫu xe Fortuner 2020. Xe này chạy 55.000 cây nha cô chú anh chị, biển tỉnh. Xe này bên Học đang chào bán với mức giá là 915 triệu. Xe cũng có phim cách nhiệt, ghế da, đầu DVD, camera hành trình. Đó, xe đẹp đó anh chị ạ. 2020. Xe màu trắng, số sàn, máy dầu nha anh chị, một cầu. Chạy rất là tiết kiệm luôn. Mẫu xe Fortuner. Đó. Xe này bên Học cũng đã Maruguri rồi, làm đẹp theo tiêu chuẩn Maru, làm đẹp theo tiêu chuẩn Nhật Bản nha anh chị. Cấp giấy chứng nhận cho cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước ha. Và cái bên là mẫu xe Innova giá rẻ, đi 125.000 cây, được sản xuất vào năm 2013, bản G. Xe đã có ghế da nè, chảy sàn, phim cách nhiệt, viền che mưa. Xe màu vàng cát anh chị ạ. Xe đã được lên bộ ghế da xịn nè. Đó, làm đẹp theo tiêu chuẩn Maru của Toyota tăng cản nè. Xe rất đẹp anh chị ha. Đó. 390 triệu thôi cô chú anh chị, có chiếc Innova 8 chỗ rộng rãi bền bỉ. Đó. Đi được 8 người rất là rộng rãi, gia đình hai thế hệ thì đi Innova rất là thoải mái vô tư anh chị. Đó, dòng xe MPV á thì nó được cái là hàng ghế phía sau ngồi rất là rộng rãi. Đó, người lớn hoặc là trẻ con ngồi thì cũng vô tư. Đó, xe này cô chú anh chị mua với giá rất là hợp lý để đi Tết. 390 triệu thôi. Và biển số thành phố Hồ Chí Minh sẵn luôn nha anh chị. Xe này anh chị về chỉ đóng 2% phí trước bạ thôi. Đó, khoảng 6 triệu. 6 triệu chúng ta đăng ký biển số khoảng 1 triệu nữa, 7 triệu ra tên rồi. Đó, 390 triệu chưa được 400 triệu nữa chúng ta có chiếc xe 8 chỗ, đặc biệt là xe số tự động nữa, rất là thoải mái cho người lái và người ngồi cũng thoải mái nữa. Và đây ru.
Ruel TZ. Xe này bên Học bán rồi. Toyota Yaris, xe này được sản xuất vào năm 2015, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị. 56.000 cây. Xe này bên Học và gia hạn bảo hành thêm cho cô chú anh chị 1 năm và 20.000 km để sử dụng ha. Yeah. Cam kết cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước, không tua km. Có giấy chứng nhận nha cô chú anh chị ha. Yaris xe nhập thì chúng ta cũng có nút bấm nè, đài bằng nút bấm là hộp số CVT nè, và xe là hệ thống lạnh tự động. 460 triệu nha anh chị. Xe số tự động, xe này mấy chị nữ chạy rất là đẹp rồi. Cái form dáng này rất là đẹp, đặc biệt là lưu thông trong thành phố ok lắm. VSG 2020 bán rồi, 2019 cũng bán rồi. Mazda 2 bán. Camry 208 đã bán, thì bên Học thật sự rất là cần thu mua xe cũ nha cô chú anh chị. Xe lanh quanh còn có mấy xe. Fortuner máy dầu 2019, xe này 2019 máy dầu, xe nhập 950 triệu, đi được 47.000 km, xe màu nâu nha anh chị. Chiều khi trên clip đó, nó màu đen cô chú anh chị, xe bị lệch màu, cô chú anh chị không đồng ý. Xe này màu nâu nha, tại vì rất sáng á, buổi sáng á, nên là cô chú anh chị nhìn nó lai lai, nó giống như màu đen á. Rồi. 46.359 cây, có camera hành trình, số tự động. Ghế da này zin theo xe nha anh chị, không phải lên nha. Ghế điện. Để Học đi vòng xe này cho cô chú anh chị xem ha. Xe này Học bữa có đánh giá, chưa có đánh giá chi tiết nè. Đã hoàn tất xong gói Marukuri nè. Cô chú anh chị có thể mua và nhận xe ngay. Màu nâu nha anh chị. Fortuner máy dầu 2019. Và kế bên ông anh Học đang quay với xe Fortuner máy xăng số tự động 2014. Chạy 95.000 anh chị. 95.000, 570 triệu. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, 86798, xe đẹp. Đó anh chị, tại ông anh đang quay á. Đó. Xe đẹp lắm. Máy xăng số tự động, đặc biệt là xe màu đen ha. Đó, một cầu á anh chị. Kế bên Innova 2016 số sàn, một cầu máy xăng. Đó. Xe này bên Học đang chào bán với mức giá là 407 triệu anh chị, xe đã hoàn tất Maru rồi, cô chú anh chị có thể nhận xe ngay. Đó, xe đã có ghế da nè, sàn 5D. Lót bọc trần, lót sàn đầy đủ à. Những chi tiết đầy đủ hết, đầu Android luôn anh chị ha. Đó, xe đẹp lắm. 125.000 cây, 407 triệu. Đó, xe này cũng là một chiếc xe rất là hot. Nhưng mà đối với sản phẩm này cô chú anh chị về lên thêm cái đuôi cá nữa, lên thêm đuôi cá phần trên đây nè, cho nhìn chiếc xe nó lành hơn xíu. Dạ. Đó, còn Fortuner nè, bữa nay bên Học đi rút gốc, tháo biển số, xe này cũng bán rồi. Xe này về Học chưa có thông tin gì hết thì cũng bán rồi. Trước đây thì chiếc xe 2013 đi về Học cũng quay được cái clip thì cũng đã trả cọc. Còn chiếc xe này, chiếc sau khách đặt sau, khách chưa thấy thông tin là khách đặt trước hả anh chị. Về độ hot của xe Toyota Tăng Cản rất là hot, có những anh khách hàng rất là tin tưởng. Thì bên Học chưa thu mua xe về, nhưng mà mấy anh đặt cái đời đó đó, xe đó đó anh đặt trước, bên Học không có thổi giá, đi theo giá thị trường anh chị. Rồi, và bên Học có cô chú anh chị đang còn một cái sản phẩm Innova V 2018 đi 73.000 cây, giá là 745 triệu. Đó, Innova V 745 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh ha cô chú anh chị, người nước ngoài đứng tên. Và một chiếc xe Chevrolet Captiva, xe đi được 84.000 cây, bên Học đang chào bán với mức giá là 560 triệu, xe 7 chỗ nha anh chị. 2016 màu trắng, biển số thành phố Hồ Chí Minh 82928, biển số khá đẹp. Dạ vâng, một lần nữa Học xin nhắc lại, bên Học cô chú anh chị đang có nhu cầu thu mua xe cũ ở tất cả các tỉnh, và đặc biệt là thu tất cả các hãng, đặc biệt xe cô chú anh chị nào đang bị vướng ngân hàng, bên Học có hỗ trợ. Mang tiền đến ngân hàng nhận cặt vẹt ra trước, sau đó chúng ta sẽ làm thủ tục sau. Bên Học rất là cần thu mua xe cũ với giá cao nhất thị trường nha cô chú anh chị. Và Sport Tivo, xe giống như xe này nè, bên Học cũng còn hai chiếc ha.
một hai chiếc 2016 hết, đi 65.000 cây, 730 triệu. Xe đó Học cũng có đánh giá chi tiết rồi đó. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu á, hãy gọi cho Học. Một chiếc xe tỉnh á, thì là biển số 60 là 52.000 cây, nhưng mà còn chắc thì không đẹp bằng chiếc xe biển thành phố. Biển thành phố đi 64.732 chiếc đồng giá cho cô chú anh chị. Một chiếc là 51F98317. Đó, hai chiếc đều là Sport Tivo, máy xăng, số tự động, một cầu hết anh chị. Và một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá qua những sản phẩm của Toyota Tăng Cảng đang chào bán. Và một lần nữa Học xin nhắc lại, bên Học có định giá xe miễn phí. Mong là cô chú anh chị nào có muốn bán xe cho gia đình mình, hãy gửi cho Học hình đầu xe. À, ví dụ như cô chú anh chị gửi một cái hình gốc bên đây nè, để Học nhìn cái mâm với lại cái đèn, Học biết cái bảng nào, cộng thêm nữa vài tấm trong nội thất, rồi một tấm đăng kiểm để Học chép lại lịch sử đó, và xe đã đi được bao nhiêu km đó, thì Học sẽ định giá cho cô chú anh chị luôn ha, hoặc là bên Học thu lại luôn. Và một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị là quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng chiếc xe 7 chỗ an toàn, bền bỉ, đẹp, phù hợp với hiện đại, thì đây là một cái chiếc xe đáng để cho cô chú anh chị cân nhắc ha. Mẫu xe trước màn hình cô chú anh chị là mẫu xe mà Học rất là thích nè. Một chiến binh đeo chiếc nơ vàng Chevrolet Captiva mẫu Cabrio anh chị ạ. Thì Rio được nghĩa là bắt đầu 2016 thì Cap đã thay đổi qua một cái form mới rất là đẹp. Chứng nghĩa là cô chú anh chị nhìn cái ga lăng mà nó có nhiều sọc như thế này, đó là Cabrio, là cái Cap bản cuối cùng anh chị. Động cơ 2.4 và hộp số tự động 6 cấp. Chiếc xe này nói chung là về hệ thống an toàn là muốt ngàn luôn anh chị. Và chiếc xe này có cái dàn đồng phải gọi là thực sự rất là cứng. Đó, cứng cực kỳ nha anh chị. Xe Mỹ á, cô chú anh chị không? Cái ton nó dày cộm mà, và kể cả những cái nách cũng là rất là dày. Và hệ thống an toàn á, nội cái chằn không á, đã chuẩn trang bị cho mình tới 9 cái túi khí. Đó, và đặc biệt là hơn nữa là chiếc xe cáp này nè, là chiếc xe cáp gắn cái động cơ C140. Thì cái động cơ C140 á, nó được nội địa hóa qua theo cái tiêu chuẩn của châu Á mình á, thì anh chị chạy á, nó không có bị giống như cái chiếc xe cáp cũ ngày xưa cô chú anh chị bảo dưỡng rất là cao, như là cáp C100 á. Tức nghĩa là cái động cơ nó sử dụng nhiều chi tiết bằng cao su, bằng dây cu ro, thì nên đâm ra thì cái thời gian á anh chị, nó sẽ có niêm hạn thời gian để cô chú anh chị sử dụng, hoặc là như là 2 hoặc là 3 năm hoặc là 40.000 km. Còn đối với cái động cơ này thì nó đã thuần hóa giống như một cái chiếc cái động cơ Toyota bình thường á anh chị. Đó, đầu tiên thì Học vừa chia sẻ sơ bộ và mời cô chú anh chị cùng Học nè. Chiếc xe Captiva thì nó rất ít những đường dập nổi. Tại sao? Tại vì cái ton nó rất là dày. Những chiếc xe Nhật á, lúc nào anh chị cũng thấy nhiều đường dập nổi á. Tại vì ton mà mỏng á, thì Toyota hoặc là những cái hãng xe Nhật á, thì người ta sẽ dựa vào cái sóng để nó làm cứng lên cái khung gầm của chiếc xe á anh chị. Và còn những chiếc xe như thế này nè, nó chỉ có một đường duy nhất à. Nhưng mà anh chị nhìn cái vè đồ á cô chú anh chị, cái cửa nó cứng cực kỳ. Và đây cũng là một cái câu chuyện vui, thì hôm bữa Học có đem về cái con Crew á, Học bị mớp cái cửa nhẹ, mấy anh lên thợ đồng giật, nó nói xe này xe đúng là xe Mỹ đó. Thực sự về độ chênh lệch về cái độ mà độ dày của ton á anh chị, thì nó cứng hơn rất là nhiều so với Toyota đó. Đó là chia sẻ thực tình của Học ha. Rồi, đầu tiên Học xin mời anh chị cùng Học đánh giá sơ bộ về phần ngoại thất ha. Xe thì có cụm projector này đó, và có đèn định vị ban ngày nè, ánh kim cương anh chị đó, và có rửa kính luôn nha anh chị. Cảm biến gốc xe 2016, xe này có cảm biến gốc phía trước tới 4 con lận nha anh chị, cảm biến ba chạm và cảm biến gốc đó. Cabrio nha anh chị. Cái mặt ga lăng nè chị ạ. Đặc trưng của Chevrolet á, thì nó sẽ có hai cái hộc gió bắt đầu, bất cứ xe nào nó cũng phải có một cái nếp ngăn như thế này đó, tức nghĩa là hai lỗ thở anh chị. Đó, BMW thì nó sẽ chia làm hai, còn Chevrolet nó sẽ cái trên và cái dưới. Đó. Một cái form xe rất là đầm chắc. Cái đầu nó to lắm, có chiếc Captiva Fortuner đậu kế bên, nhìn chiếc Fortuner nhỏ xíu à. Mà tuy nhiên á, chiếc xe này nó bự nhưng mà nó lại rất là sát. Gầm chiều cao khoảng cách gầm á, thì nó không cao bằng Fortuner đâu cô chú anh chị, nhưng mà về bề thế á, chiếc xe nó rất là chắc, rất là to. Để Học chút nữa Học kiếm chiếc Fortuner, Học là chạy lại kế để cho cô chú anh chị ngắm ha. Chiếc xe này là một trong những cái dòng xe mà Học rất là yêu thích. Giá thành hợp lý và độ bền cũng có. Đó, được cái là rất là an toàn. Đó, đi những chiếc xe như thế này á, cô chú anh chị đi trên những cung đường cao tốc mình rất là tự tin anh chị. Vì cái khung nó rất là cứng.
Đó. Xe này sử dụng bộ mâm hộp kim nhôm phay lên đến là R19 là nha anh chị. Đó. Hệ thống treo phía trước là mắt phay xanh. Ừ. Đây anh chị. Tay nắm cửa là có nút bấm 4 cánh luôn nha anh chị. Đó, nẹp chân kính là zin theo xe mà nẹp chân kính rất là to nè. Ở xe Mỹ này là như vậy. Đây anh chị nhìn nè. Đó, keo chỉ nè. Đó, cái cánh cửa nè, anh chị nhìn cái cánh cửa nó rất là dày. Đây. Chị nhìn thấy không? Chắc lùi luôn chị. Đó. Đây hộp đóng nè. Đó. Rồi, để học khoe túi khí trước ha. Một túi khí nè. Một túi khí nè. Hai túi khí nè. Ba túi khí nè. Bốn túi khí nè. Đó, thì tương đối như vậy á, đối lập thì nó cũng sẽ bên bốn túi khí. Đó, và một cái túi khí ở mày mặt nữa là chín túi khí anh chị. Đó, đầu thì đầu Mylink riêng theo xe. Đó. Xe Mỹ thì người ta không có sử dụng đời startup chứ anh chị, nó sẽ có cái cục ở đây nè, anh chị chỉ lắc thôi. Đó, và remote vẫn là remote thông minh. Nó rất là hay. Đó, copy. Cửa thì auto một chạm anh chị. Xe này dàn động cứng lên sao? Chiếc xe nó làm nên thương hiệu. Ừ. Chiếc cà rồ màu đen đó mấy ông kia bán vốn mình tiếng á, tiếng bằng đó mà mua xe gì, xe tăng hay gì giật công mới cho bỏ chứ. Giật Toyota quen rồi, giật cà rồ á. Đèn full led anh chị. Xe này anh chị mua về á mà đi thường xuyên đi 7 người á, mình về mình nâng cấp thêm cái hệ thống lạnh phía sau, nó có bán á, nguyên cái bộ của Thái Lan sản xuất, lắp thêm cái dàn lạnh phía sau. Còn xe hiện tại chỉ một dàn lạnh thôi anh chị. Đó, còn cái hàng ghế phía sau mình gập xuống thì mình có một cái khoang chứa đồ rộng lắm, khoảng đâu đó hơn 450 lít. Keo chỉ có sao chưa mở. Chắc nấc nha anh chị. Xe Captiva đỉnh, xe Mỹ đi an toàn lắm. Đó, một chiếc xe mà rất là nhiều kỷ niệm đối với Học á. Ngày xưa Học làm cố vấn bên Chevrolet từ thợ đó, thì Học làm bên bộ phận kỹ thuật đó, rồi xong Học lên làm cố vấn kỹ thuật đó, cũng làm được 3 năm mấy anh chị, cũng gắn bó với thương hiệu này, cũng gắn bó với thương hiệu này cũng nuôi sống Học được một thời gian khá là dài. Xe bên ghế trước bên phải ghế điện nha anh chị. À, 8 hướng.